Sân bay Nội Bài nguy cơ đóng cửa vì loạt nhân viên tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19. Ông Tô Tử Hà, quyền giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa có công văn gửi Bộ Y tế, Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội đề nghị xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 3.200 người đang làm việc trực tiếp tại sân bay. Theo ông Hà, tuy đã triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, nhưng với diễn biến này, nguy cơ lây nhiễm trong cán bộ, công nhân viên là rất lớn. Đến hiện tại, riêng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã có 16 trường hợp F1 liên quan đến hành khách là bệnh nhân F0 đi Nhật và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không sân bay Vân Đồn. Hàng trăm nhân viên đang là F2. Ông Hà thừa nhận, nếu có trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại Cảng hàng không Nội Bài, nguy cơ đóng cửa sân bay là hiện hữu và rất có thể xảy ra. Nhằm đảm bảo cho lực lượng lao động phục vụ liên tục 24/7 tại sân bay Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị Bộ Y tế, Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng xét nghiệm cho khoảng 3.200 cán bộ, nhân viên, bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay Nội Bài. Việc này là vô cùng cần thiết và cấp bách, đem lại sự an tâm và đảm bảo an toàn cho hành khách cả nước đi lại bằng đường hàng không. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo.